Xin chào tất cả anh em nhé, đặc biệt là những cái anh em mà mình mới bước đầu vào chơi cây đấy. Thì có một cái kinh nghiệm này anh em này, kinh nghiệm ươm cây ấy mà ít người chia sẻ lắm. Thì đa số những người mà anh em chơi cây ấy thì mới chơi cây ấy thì anh em thường đào cây về và anh em xử lý cho anh em trồng ngay, anh em sợ nó cây nó bị khô nó chết đấy. Nhưng mà kinh nghiệm của tôi cùng nhiều nhà vườn người ta áp dụng cái này anh em này. Khi một cái cây mình đào về mình cắt cụt hết rễ này, hết các đầu ngọn của nó này. Đây này, vết cắt đây này. Thì mình cứ để cho nó khoảng 2-3-4 ngày thôi anh em ạ. Cứ vất để trong mát ấy. Thì khi mình trồng thì nó lại có những cái mầm và bụi rễ rất khỏe anh em ạ. Mà nó lại ít khi xảy ra hiện tượng sống giả. Khi nó đã sống là phía dưới là bụi rễ nó phát triển. Còn khi mà mình đào về mà mình trồng ngay ấy, thì bụi rễ nó sau này nó rất kém anh em ạ. Nó kém hơn những cái cây mà mình để vài ngày. Cái việc mà mình xử lý cây xong mình để vài ngày mình mới trồng ấy thì nó có cái tác dụng thứ nhất là thế này anh em này. Là khi những cái vết cắt của mình, vết cắt rễ và vết cắt thân này, mình để vài ngày thì các cái vết này thì nó khô lại anh em ạ. Vi khuẩn là các đầu vết cắt là nó bị chết đi. Vi khuẩn thì thường thường nó phải ấm thì nó mới sống được anh em ạ. Mình cứ để cho nó khô đi thì nó sẽ vi khuẩn nó sẽ chết. Nhất là các đầu rễ. Và thứ hai là cái thân này là nó thu nước vào trong thân anh em ạ. Các đầu này nó không còn nước, nó để nó bốc hơi đi nữa. Thì cây nó sẽ, khi mình tưới thì các đầu vết cắt ấy, bắt đầu nó mới hút nước anh em ạ. Còn khi mà nó tươi ấy, mình mới cắt xong mà mình trồng ấy thì mình tưới nước nó sẽ không hút nước anh em ạ. Và nó không hút nước đâm ra là nó mới bị úng nước và các đầu vết cắt là cây dẫn ra là thối rễ nó chết. Cái kinh nghiệm này là kinh nghiệm. Còn cái vấn đề mà ươm trồng cây thì tôi chia sẻ trong nhiều video rồi, nhưng cái vấn đề này tôi cũng chưa nói anh em ạ. Thì cái kinh nghiệm của mình có và mình áp dụng nó thành công thì mình sẽ chia sẻ cho anh em. Những cái cây này là tôi đào về tôi cứ vất nó 3-4 ngày tôi mới trồng. Nhiều khi mình thấy cái vỏ nó khô rồi anh em, mình trồng một thời gian thì cái vỏ nó lại, những cái vết cắt này nó lại tươi lại anh em. Và nó lên mầm rất là khỏe. Còn nói chung là mình đào về mà mình xử lý những cái cây mà mình xử lý ngay, mình trồng ngay thì đối với nhiều cái dòng cây nó dễ sống và nó vẫn sống anh em ạ. Còn đối với những cái cây nó khó sống mà mình trồng thử nghiệm, một bên là 10 cây trồng ngay và một bên là 10 cây mình để khoảng vài ngày, thì sau này những cái cây mà mình để sau vài ngày ấy, thì những cái cây đấy nó phát triển bộ rễ và lên mầm rất khỏe anh em ạ. Đấy là cái kinh nghiệm của tôi đấy. Còn đối với lộc vừng này thì tôi nói thật là đào về mình trồng ngay nó cũng sống, mà mình để vài ngày nó cũng sống, nhưng mà cứ để vài ngày đi anh em trồng là cảm thấy là cái tỷ lệ nó sống rất là cao anh em ạ. Nói chung là cái phương pháp này thì áp dụng với nhiều dòng cây chứ không phải là một loại cây đâu. Cứ đào về xử lý xong để vài ngày đi rồi mình mang trồng. Video chia sẻ này tạm biệt tất cả anh em nha.